Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa và mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Đến với chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những câu trả lời liên quan đến những ký tự và sẽ được học thêm rất nhiều kiến thức với nhiều chủ đề khác nhau từ trong nước đến ngoài nước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai đội chơi ngày hôm nay. Chào anh. Xin chào. Chào Lập. Xin chào. Chào anh. Xin chào. Chào em. Sao anh đứng xa vậy? Ngại. Sao vậy anh? Tại vì mày đứng xa không sao, mày đứng gần là ngại lắm nè. Thôi vô trung tâm luôn anh, thấy ngại chưa? Đâu, tính ra là anh đứng chung với em là em vẫn thấp hơn anh đó chứ. Đúng không? Nhưng mà này đội anh. Thật ra anh muốn rải nhóm luôn á, thiệt. Là sao anh, hôm nay anh dắt bạn đi thi hay sao? Anh đưa bạn tới thi. Không, không có dắt bạn à. Cái này là dắt con cháu đi thi. Ủa vậy hả anh? Ủa sao vậy? Ủa sao lại con cháu luôn rồi? Ngày hôm nay anh chọn mình một cái layout nó rất là trưởng thành. Thiệt, đúng đó, vừa đúng độ tuổi của anh á. Chứ là một phần là anh không hề biết là tham gia chung với các bạn trẻ như vậy. Không, thật ra là cái chuyện tuổi tác đâu quan trọng đâu, quan trọng là trong mình bao nhiêu tuổi. Đúng rồi. Trong anh tầm U50 thôi. Trong anh tầm U50 thôi. Em bớt nói đi Lập ơi. Không được hả? Vậy thôi anh thể hiện cái tinh thần thoải mái trẻ trung của mình đi. Gửi lời chào đến khán giả đi nào. Dân diễn viên trẻ Lâm Thắng xin gửi lời chào thân thương nhất đến quý vị khán giả của chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Hay quá. Dạ em là Thiện Nhân. Em hiện đang là một người mẫu và diễn viên. Em rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng các anh. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ đội em và đội các anh cùng chơi. Tuyệt vời. Tất đội của mình gửi lời chào đến khán giả đi nào. Dạ xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trương Minh Thảo. Xin chào anh. Em là một diễn viên vẫn còn đang vùi dập trong đống tro tàn và đang bật lên. Wow. Tại vì năm sau Thảo rất là nhiều dự án phim điện ảnh đó cả nhà. Nếu như vậy thì xin chúc cho những dự án điện ảnh của bạn ngày càng phát triển và sẽ nhiều người chú ý. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Mình là Đạt Nguyễn, hiện tại đang là diễn viên. Và còn một cái tên khác mà mọi người hay gọi Đạt là Đạt Khô. Và ngày hôm nay đến với chương trình này, đội của mình có tên gì không ạ? Thì nhà anh bán gì nhỉ? Anh bán trà sữa. Ok, đội trà sữa. Wow. Ok, ok. Vậy thì chúng tôi không cần phải suy nghĩ lâu nữa. Đúng vậy à. Hai chữ duy nhất là 3, 2, 1. Cá khô. Cái gì quan trọng nhất lại 3 lần. Cá khô. Cá khô. Cá khô. Cá khô ha. Nghe nó khô khóc quá. Không, vấn đề là tại ăn khô khát nước phải uống trà sữa. Có sự tương trợ với nhau. Anh thích những người trẻ như em. Đúng vậy anh ơi. Dạ được rồi, ngày hôm nay với đội trà sữa và đội cá khô, xem khán giả sẽ yêu thích đội nào hơn nha. Bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên mang tên thử thách của chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Và đây là vòng đầu tiên mang tên thử thách. Hai đội chơi cùng đi tìm một từ khóa chính, được gợi ý bằng 10 câu hỏi phụ. Đội chơi nhấn chuông giành quyền trả lời. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây. Nếu đúng sẽ được mở một ký tự của từ khóa chính. Ký tự số 1 thuộc về đội. Nếu sai, quyền trả lời sẽ thuộc về đội còn lại. Hết 10 câu hỏi phụ, hai đội chơi giành quyền trả lời ô chữ chính. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 5 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta hãy đến với từ khóa đầu tiên của chương trình, có 10 ký tự. Gợi ý đầu tiên, đây là một loại vật liệu kết dính. Câu hỏi phụ đầu tiên, xin mời 4 người chơi xem video. Đây là một bài hát rất là quen thuộc trong thời gian gần đây. Câu hỏi của chúng ta như sau, bài hát Tò Te Tí vừa rồi khuấy đảo mạng xã hội của ca sĩ nào? Hết nha, hết. Phạm luật, phạm luật. Cho em làm lại được không? Tại anh nói chưa hết, em giật mình, em tưởng nó anh nói chưa hết. Anh sao vậy? Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Rồi lại, chúng ta lại. Nghe những gợi ý đáp án của chương trình. A. Grand Event. B. Mono. C. Grady. Hết.
xin mời đội trà sữa. Mình nhả cái chuông ra, anh hư cái chuông của người ta. Tại vì người lớn người ta có cách chơi của người lớn. Bây giờ anh bấm cho em trả lời đó. Anh có 30 giây để trả lời đó. Trả lời đi, ừ. Anh không biết đâu. Quá, anh không biết. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Trẻ mà mono hay ray đi. Hết giờ. A hoặc C thôi. Anh chọn đi, cho anh A hoặc C hả? A hoặc C hả? Em chọn đi, em chọn đi, anh không biết thiệt. À, chốt được chưa ạ? Chốt rồi. Chốt rồi đúng không? Đáp án của đội trà sữa chốt là Grand Events. Yeah, okay. Và đây là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Wow, giỏi vậy. Anh thấy em chưa? Giỏi. Xin mời đội trà sữa mình chọn ký tự nào cho mình ạ? Là số 5. Ok, số 5. Số 5, ký tự số 5 thuộc về đội trà sữa. Chúng ta hãy đến với câu hỏi phụ thứ hai. Công dân nhí đầu tiên của năm 2024 chào đời tại đâu? A. Thủ đô Hà Nội. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Thành phố Đà Nẵng. Hết. Đội cá khô mình không định chơi ư? À, nãy giờ em nhường cho anh một số. Ta có 30 giây thôi. Trẻ 2024 là trẻ rồi, em chọn đi. Không, Đà Nẵng hả? Em nghĩ Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh nó chung chung, nhưng mà có cái kia C cả. Đà Nẵng. Đà Nẵng ha. Chọn Đà Nẵng. Anh cũng nghĩ Đà Nẵng. Ok. Bọn em chọn C. Đáp án C. Đà Nẵng. Chốt đáp án. Chốt. Lý do tại sao mình chọn đáp án C ạ? Theo anh nhớ, anh một cái tin tức nào đó thì như là nằm ở không phải trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thì có hai cái điểm còn lại thôi, thì anh đoán là Đà Nẵng. À, là tại theo anh, cái trí nhớ của anh. Trí nhớ anh với Đà Nẵng, anh đi nhiều hơn Hà Nội nên chọn Đà Nẵng vậy thôi. Thích về cảm hứng thôi đúng không? Cảm hứng thôi. Vậy thì xin chúc mừng đội cá khô có thể trả lời. Biết ngay mà. Em biết ngay mà. Thôi bây giờ em không biết chính xác nhưng mà em xin phép em đoán đại đi ha. Anh nói đại đi. À, gần hết giờ, gần hết giờ. 3, 2, 1. Hết giờ rồi. A, Hà Nội, chốt chưa ạ? Chốt. Dạ, chốt ạ. Tại em chọn thủ đô ạ. Và đó là đáp án chính xác, xin chúc mừng. Tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, công dân nhí đầu tiên là một bé gái cất tiếng khóc vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và xin mời đội cá khô lựa chọn ký tự cho mình ạ. Anh leo số 1. Ô, số 1. Ký tự số 1 thuộc về đội cá khô. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi phụ thứ 3. Google đã vinh danh di sản nào của Việt Nam trên trang chủ vào ngày 5 tháng 12 năm 2023? A. Vịnh Hạ Long. B. Đờn Ca Tài Tử. C. Hang Sơn Đòn. Hết. Thôi xin mời đội trà sữa. Anh nhanh lắm nhưng mà trả lời đúng hay không? 30 giây. Bây giờ theo em là cái gì? Tại di sản thì có nhiều cái đấy. Em thấy có cái được phương án B á, là nó khác chứ là hai cái kia không? Mình chọn B, Đờn Ca Tài Tử. B. Chốt đáp án B, Đờn Ca Tài Tử. Nếu mà nói về di sản, chúng ta có hai loại: di sản phi vật thể và di sản vật thể. Ừ, đúng rồi. Đó. Cho nên là bây giờ không có đơn giản mà người ta bỏ một cái câu Đờn Ca Tài Tử phi vật thể là nó không có một cái hình hài nhất định. Ừ. Còn ví dụ như là Vịnh Hạ Long hoặc là Hang Sơn Đòn là có núi, có non hùng vĩ đúng không? Nếu như mà anh có một cơ hội, anh có đổi ý không? Đổi chứ. Đổi hả? Đổi ý anh. Ủa sao kỳ vậy anh? Ta khỏi vậy là ta thử mình rồi mình đổi liền. Vậy đổi. À, anh đổi đáp án gì? C, Hang Sơn Đòn. Hang Sơn Đòn, lý do tại sao anh đổi đáp án C mà trong tại, khi... Tại vì Vịnh Hạ Long á là đã vinh danh từ rất lâu rồi. Nó không có cái sự đặc biệt ở đây. Hang Sơn Đòn là mới. Hang Sơn Đòn là mới đây thôi. Mới đây thôi. Đã, không phải là mới của Việt Nam, nhưng mà tại vì mới được công nhận và vinh danh á thì anh nghĩ là hơn Hang Sơn Đòn. Cùng là anh chốt B hay C? Anh chốt nếu chưa? Nếu nha. Nếu. Có đổi không? Đổi C đó, nhưng mà anh đã chốt B rồi. Chốt B đúng không? Rồi, nếu như mà anh đã chốt B rồi thì em chúc mừng đội của mình đã chính xác. Wow. Oh. Yeah. Nhân ngày 5 tháng 12 tròn 10 năm nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trang chủ Google tôn vinh loại hình nghệ thuật này tại mục tìm kiếm của Google. Đáng tự hào đúng không ạ? Đáng tự hào. Và bây giờ đây là một cái điều tự hào nữa nè. Chọn ô chữ cho mình đi. Anh số 7. Em ở số 7. Ký tự số 7 thuộc về đội trà sữa. Chúng ta đến với câu tiếp theo. G-Dragon từng thiết kế áo thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá nào? A. Tottenham Hotspur. B. Manchester United. C. Paris Saint-Germain. Hết. Trời ơi, sở trường của anh Thắng rồi đúng không ạ? Đừng đừng, tại bóng đá thì anh rành đó, nhưng mà vấn đề là anh không biết cái vụ thiết kế áo luôn á. Bây giờ anh biết giữa, bây giờ anh nếu mà anh đoán thì anh sẽ đoán giữa hai câu hỏi nào. Có thể là Paris Saint-Germain quá. Tottenham thì lại có Son Heung-min. Manchester là Hàn Quốc nó rất là nhiều anh à. Hàn Quốc là anh nghĩ là có một cái trận đấu gần nhất là G-Dragon đi xem Son Heung-min đá chắc là Tottenham, anh nghĩ là Tottenham. Chốt đi ạ. Chốt Tottenham. Chốt A, bọn em chốt A. Dạ đúng rồi, đó là một đáp án chưa chính xác. Xin mời đáp án của đội cá khô.
để tôi đại diện cho Trương Minh Thảo trả lời câu hỏi như sau. Thì tôi chọn đáp án C là Paris Saint-Germain. Chọn không anh? Tôi có từng xem một cái bức ảnh giữa anh đến thăm và bắt tay cùng với David Beckham ở bên cái trận đấu đó. Yeah. Sao anh không nói? Để tự anh biết đi, hai đội này đây đâu đáng nhau. Nói thôi anh chọn A là tại vì liên quan tới Son Heung-min đang thi đấu bên đó, anh tới Hàn Quốc với nhau. Son Heung-min là có bên đá banh, còn anh gần là... Mà anh Đạt dùng phương pháp loại trừ, hồi nãy mình là mình phân tích A với C, bây giờ mình chọn A sai, anh chọn C. Đúng rồi, không công bằng, không công tâm. Ai kêu trả lời đó, đáp án C, Paris Saint-Germain. Đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Và với đáp án chính xác này đã mang về cho mình một sự lựa chọn ký tự ạ. Mình chọn ký tự nào? Số 3. Ký tự thứ 3 thuộc về đội Cá Khôn. Dạ. Chúng ta hãy đến với câu thứ 5. Theo tạp chí Xin công bố, ngày 2 tháng 11 năm 2023, điều gì được tìm thấy ở loài chuột? A. Chứng mộng du. B. Trí tưởng tượng. C. Khả năng phán đoán. Chưa hết mà, ai nhớ lỗi. Anh hả? Em tổ đó mình bỏ nhưng mà gần chết. Nguyên trả lời thuộc về đội trà sữa. Tìm thấy là chuột à? Là chuột là trí tưởng tượng à? Khả năng phán đoán. Con chuột nó tưởng tượng mình biết không ta? Mộng du hả? Mộng du nó ngủ nó vừa đi hả? Hết giờ. Phán đoán. Khả năng phán đoán. Sai. Tính ra rằng là cái khả năng phán đoán của anh cũng giống như con chuột này chưa chính xác. Quyền trả lời của đội Cá Khô. Em xin phép là tại em tuổi chuột và em ngủ. Cái ngày 2 tháng 11 là cái ngày sinh của anh luôn. À vậy hả? Oh. Wow. Vậy là rất là nhiều sự trùng hợp. Tuổi chuột thì ngủ hay nói mớ lắm, cho nên là em nghĩ là em nghĩ là chọn chứng mộng du. Chứng mộng du, mình chốt đáp án chưa? Dạ chốt. À, chứng mộng du. Và đây là một đáp án. Chưa chính xác. Và đương nhiên đáp án B là đáp án chính xác, đó là trí tưởng tượng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã nghiên cứu về loài chuột cho thấy rằng những con chuột trong thí nghiệm đã thể hiện khả năng nghĩ về những nơi chốn và vật thể đang không hiện ra trước mắt của chúng, giống như là con người. Wow. Và với câu vừa rồi không mang lại sự lựa chọn ký tự nào cho hai đội cả, rất tiếc. Bây giờ hai đội chúng ta có giải được từ khóa không? Nếu như chưa có đáp án thì em sẽ đọc gợi ý thứ hai của chương trình. Gợi ý thứ hai như sau. Vật liệu này được hình thành bởi việc trộn các thành phần: cốt liệu thô, cốt liệu mịn, chất kết dính theo một tỷ lệ nhất định. Đó là gợi ý thứ hai. Nếu như vẫn chưa có đáp án, hãy tiếp tục với câu hỏi phụ. Theo Henley Passport Index, nơi nào là một trong những quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024? A. Pháp. B. Thụy Điển. C. Đan Mạch. Hết. Rất nhanh tay, xin mời đội trà sữa. Theo nghiên cứu của anh nha, thì anh có nghiên cứu thì lúc trước là có Singapore cũng là trong những Pháp cũng có trong đó, Đức cũng có, Thụy Điển, Đan Mạch thì anh hình như không thấy trong top. Anh nghĩ là Pháp quá. Đáp án của mình là gì? Pháp. Pháp, chốt chưa? Anh chốt. Lý do tại sao anh chọn Pháp ạ? Tại vì anh có đọc, lúc trước anh có đọc, tại thứ nhất là anh cũng có người nhà ở bên Pháp, và anh cũng có tìm hiểu là trong những quốc gia quyền lực á, thì trong đó Singapore là lớn nhất. Singapore duy nhất với Đức, hai nước cạnh tranh nhau chuyện đó. Còn nước thứ tiếp theo là Mỹ và Pháp hay với một nước nào đó thì không nhớ, nhưng mà Thụy Điển, Đan Mạch thì gần như anh nó không có nằm trong top những cái top đầu đó. Anh nhớ là vậy. Nếu như mà đội Cá Khô được lựa chọn thì mình chọn nước nào? Thì anh cũng có lượng lựa giữa Pháp với lại Thụy Điển thôi. Xin phép em chọn Thụy Điển. Thụy Điển đúng không? Dạ. Yeah. Và đáp án của chương trình đó chính là một Pháp, một Thụy Điển. Và đáp án đó chính là Pháp. Xin chúc mừng đội trà sữa. Một vài thông tin được cung cấp như sau. Theo Henley Passport Index, công bố có 6 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, bao gồm các nước Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha. Và những công dân khi sở hữu cuốn hộ chiếu này có thể đến thăm 194 nước khác trên toàn cầu mà không cần xin thị thực. Xin mời tiếp tục chọn ký tự cho mình. Em xin mở số 2. Ô số 2. Ký tự thứ hai thuộc về đội trà sữa. Câu hỏi phụ thứ 7 như sau. Trang phục dân tộc của Hoa hậu Đoàn Thu Thủy tham dự Hoa hậu Toàn cầu 2023 lấy cảm hứng từ hình ảnh gì? A. Bông lúa. B. Con cò. C. Con nghê. Hết. Xin mời đội trà sữa.
Bông lúa, anh nghĩ là bông lúa. Em nghĩ không. Anh nghĩ là con gì? Em nghĩ là con nghê. Con nghê hả? Nghê giống lần phải không ta? Gần. Ok. Cùng họ. Ok. Đáp án chốt là chốt con nghê. C, con nghê. Anh có từng nghe về con nghê chưa? Hình như anh có nghe trên mạng. Thì con nghê theo anh nhớ như là giống con lân. Không, nó không giống con lân. Con nghê là linh vật thuần Việt, một trong những hình ảnh linh thú mang văn hóa của Việt Nam, lai giữa chó và sư tử. Và đáp án C, đáp án chốt của đội trà sữa là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Bộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Đoàn Thu Thủy mang đến cuộc thi Hoa hậu toàn cầu 2023 có tên Lưỡng Nghê Chầu của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hưng. Ý nghĩa của bộ trang phục này là mang hình tượng linh vật thuần Việt lên sàn diễn quốc tế và góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá với bạn bè quốc tế. Nó thuần Việt đó. Thuần Việt. Thật ra ví dụ như là con kỳ lân đi, linh vật là mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa của nước bạn, là mình sử dụng linh vật đó để mà mình khai thác những cái hình tượng khác nhau. Nhưng mà riêng con nghê là hoàn toàn xuất xứ từ Việt Nam. Và chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh con nghê trước cổng đền, cổng đình, chùa đúng, hoặc là những cái đền xưa ở Việt Nam của mình á. À, yeah. Và xin mời anh lựa chọn ký tự cho đội của mình. Số 4 đi. Ký tự số 4 thuộc về đội trà sữa. Chúng ta hãy đến với câu thứ 8, câu hỏi phụ. Ở đây có ai thích coi phim hoạt hình không ạ? À, có em. Phim hình rồi có tùy bộ. À, tùy bộ hả? Anh thích xem hoạt hình gì? Hồi xưa là anh thích Tom and Jerry. Sau này có coi Conan, Doraemon. Cũng nhiều hoạt hình đó. Quá ha. Để coi là những hoạt hình anh coi là có đúng với lại câu hỏi của chương trình không nha. Bộ phim hoạt hình về nhân vật nào được tìm kiếm nhiều nhất trong 25 năm trên Google? A. Cậu bé bọt biển SpongeBob. B. Chú mèo máy Doraemon. C. Cô nàng búp bê Barbie. Hết. Xin mời đội cá khô. Anh hơi ngẫu hứng đấy, anh đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C. Anh nghiêng về đáp án C hơn. Cô nàng búp bê Barbie. Cô nàng búp bê Barbie. Tại là em từng coi ở trên mạng xã hội thì em thấy những ca sĩ nổi tiếng ấy, thì người ta rất là chuộng hóa thân đâu, búp bê Barbie, cho nên là em nghĩ là nó sẽ hơn. Tại vì búp bê là cái hình tượng. Nhưng mà tại thực chất là em cũng coi Doraemon rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chọn búp bê Barbie. Tại mình là người châu Á nên Doraemon là. Cuối cùng mình chốt là C. C, búp bê Barbie rất giống dạc. Theo anh biết nha, người phương Tây họ rất thích cô nàng búp bê Barbie nha. Phương Tây. Dạ dạ, thậm chí là mấy bé gái ở xung quanh nhà em đồ rất là thích chơi búp bê Barbie, em nghĩ búp bê Barbie. Và sự giống dạc đó đã mang về một đáp án chưa chính xác. C. C. Yeah. C. Thì theo anh nha, châu Á mình đặc biệt Việt Nam mình rất thích mèo máy Doraemon. Chính xác không? Đang nha. Đang nói trên thế giới chứ không phải nói viên châu Á của mình, em nghĩ là đáp án A. Tại vậy chọn A đi. Em chọn A. A. Em chọn A. A, cậu bé bọt biển SpongeBob. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Hồi nãy là Thiện Nhân có phân tích cũng đúng đó, tức rằng là những cái đáp án này nó sẽ dựa trên sự phân tích của toàn cầu. Còn nhiều khi những sở thích của người châu Á mình hoặc là người Việt Nam mình nói riêng, mình thích nhân vật Doraemon nhiều hơn. Dạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là đáp án Doraemon là chính xác. Với lại cái đáp án C nó hơi nghiêng về nữ giới nhiều hơn á, nên là em nó lội ngay từ đầu tiên luôn, em đang vân vân giữa A và B thôi. Mà có thật sự ở đây có ai coi cái phim đó chưa? Còn bé bọt biển á. Nói tiếng mà anh. Em chưa coi. À có mình anh em coi lại thế. Đây, một vài thông tin về bộ phim này nha. SpongeBob nói về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, người bạn dưới đại dương tại thành phố hư cấu Bikini Bottom. Đây cũng là một bộ phim hoạt hình tuổi thơ của nhiều trẻ em. Và với đáp án vừa rồi mang về cho chúng ta thêm một sự lựa chọn ký tự nữa. Xin mời đội trà sữa. 6 đi. Ký tự thứ 6 thuộc về đội trà sữa. Xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với câu hỏi phụ thứ 9. Dương lịch của năm 2024 trùng khớp với dương lịch của năm nào? Cái thông tin này rất thú vị vừa rồi, dậy sóng cộng đồng mạng nha. A. Năm 1960. B. Năm 1996. C. Năm 2002. Hết. Đáp án B. Đáp án ôi ơi B. Trời ơi, anh có coi tin tức mà. Anh chắc chưa? Chắc chưa luôn. Anh đọc ở đâu? Anh coi trên tin tức trên VTV luôn. VTV luôn. Thiệt hả? Thiệt, anh nói thiệt, nghiêm túc. À, chắc nha. Chắc, thậm chí có mời một cái nhà lịch sử học về phân tích về cái chuyện đó, tại sao sự trùng hợp nữa. Và họ phân tích là cứ mỗi năm, mỗi tuần lại trôi thêm một ngày gì đó, anh nhớ là vậy. Đội cá khô của mình á, mình biết về câu này không? Không ạ. Và với sự chắc nịch đó, mang về một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Hay quá. Trời ơi. Năm 1996 và năm 2024,
Cả hai đều là năm nhuận bình thường và cách nhau 28 năm. Và cũng vì vậy cả hai năm đều có ngày dương lịch trùng với nhau. Xin mời lựa chọn ký tự cho mình nữa ạ. 8 luôn. Số 8. Chúng ta đã có đáp án chưa? Chưa luôn. Vẫn chưa có đáp án. Hãy đến với câu hỏi phụ cuối cùng. Câu hỏi thứ 10. Nghệ sĩ Hàn Quốc nào có album bán chạy nhất tại Mỹ năm 2023? A. Five Star. B. Ready to Be. C. Garden. À, chưa hết mà anh. Mình mất quyền trả lời, xin mời đội các cô. Anh có nghe nhạc Hàn, nhưng mà bản thân anh thích nghe nhạc Âu Mỹ nhiều. Em chọn đi, anh nghĩ là em sẽ biết nhiều về những cái... Thời gian này đang trôi qua, mình chốt đáp án nhanh ạ. Em chốt đáp án C ạ, tại là em cũng có theo dõi Jungkook của BTS. Thì em thấy năm 2023 cũng ra nhiều album, tại là nhóm cũng sắp nhập ngũ thì phải. Cho nên là em nghĩ là BTS Golden của Jungkook C. Ừ, đáp án C là đáp án chốt. Dạ, mình. Anh cũng nghĩ vậy, dù cúp nổi tiếng. Nếu mà. Như đội trà dạ. Sữa được quyền trả lời câu hỏi này thì mình chọn đáp án nào? À, anh cũng nghĩ là Trung Quốc, tại vì anh không có nghe nhạc Hàn Quốc nhiều, nhưng mà tại vì anh nghe những cái bài rap của các bạn mấy bạn trẻ gần đây á, hay nhắc tên Trung Quốc này lắm. Thì anh nghĩ là chắc hot lắm mới nhắc tên nhiều. Chọn em, anh không biết này. Anh vân vân đúng không? Em chọn B. Đáp án C, Golden. Đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án B là đáp án chốt của đội trà sữa. Và đây là một đáp án chưa chính xác luôn. Chưa chính xác luôn. Và đương nhiên đáp án A của chúng ta, Five Star, là đáp án của chương trình. Stray Kids, một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất ở nước ngoài, giành được 2 vị trí trong top 10 với Five Star và Rockstar, bán được lần lượt 520.000 và 381.000 chiếc. Ồ, đĩa đó hả? Ừ. Oh. Rồi chưa? Cũng rất là lâu rồi mình mới thấy cái việc mà mua bán đĩa. Đúng rồi. Album này nọ các thứ đúng không? Nhưng mà với có album này bán được rất nhiều đĩa dành cho những khán giả và những fan của nhóm nhạc này. Và chúng ta đã giải mã được hết 10 câu hỏi phụ rồi. Có thể thấy rằng là đội trà sữa đang có trong tay của mình rất nhiều ký tự. Mình đã có đáp án chưa? Đáp án của anh là gì? Bê tông xanh. Bê tông xanh. Chốt đáp án. Chốt. Bê tông xanh là đáp án chốt của đội trà sữa. Nhưng mà lý do tại sao anh lại suy đoán là bê tông xanh? Bê tông xanh là cái gì? Anh nghĩ là, thì anh không biết thiệt sự, mà tại vì anh thấy nó ít chữ ít chữ A rồi, thì anh nghĩ chỉ có xanh thôi, chứ đâu còn cái gì nữa. Đáng lẽ ra là chúng ta còn một cái gợi ý của chương trình nữa đó. Ủa? Dạ. Nhưng mà anh đã giành quyền bấm chuông trả lời đáp án này. Để xem coi là anh có may mắn không nha. Bê tông xanh, một dự đoán của anh Lâm Thắng trong đội trà sữa, để xem có mang về 5 triệu đồng cho đội mình hay không, hay là dừa 5 triệu đó cho đội còn lại. Đáp án đó là một đáp án chính xác. Bê tông xanh được sản xuất từ vật liệu chất thải như tro bay, sỉ lò cao, nhựa phế thải, và thường được sử dụng để sản xuất gạch nhằm hạn chế sản xuất xi măng bảo vệ môi trường. Và giải đáp án vừa rồi đã mang về cho đội trà sữa 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Không sao đâu, tại vì chúng ta còn nhiều cơ hội để chinh phục 5 triệu khác nữa. Dạ. Và đó chính là vòng thứ 2 mang tên thách đấu. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao. Tất cả quý khán giả đừng rời màn hình nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Và chúng ta đang ở vòng thứ 2 mang tên thách đấu. Có 2 lượt chơi, mỗi lượt chơi có 1 từ khóa. Từ khóa sẽ được mã hóa ký tự bằng số. Đội chơi cử 1 thành viên tham gia thử thách tìm ký tự. Thành viên còn lại nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu sai, đội còn lại có thể đưa ra câu trả lời hoặc tiếp tục đi tìm ký tự. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 triệu đồng. Sau 2 vòng thi, đội chơi có số tiền thưởng cao hơn sẽ bước vào vòng 3. Cái banh tennis được cột vô một cái nón bảo hiểm, mình đội cái này lên đầu. Nè, lát nữa là anh Lâm Thắng đội cái nón này vô. Ba bạn còn lại cũng vậy, đội nón này vô. Cái mình quay cái đầu mình vậy nè, đó. Mình quay tới đâu, cái mình đụng vô cái quả bowling này, bowling này rớt xuống một cái. Thì trên đây sẽ có số thứ tự. Thì chúng ta có số thứ tự rồi, ta la lên, tôi có số thứ tự số 1.
thì tử khác bên chương trình sẽ gửi một ký tự đến cho người còn lại đang đứng ở vị trí chơi. Anh bị đó là tiền đình mà em muốn xây cái đó. Đoạn chúng ta có hai người mà, ai có sở trường nào thì lên làm cái nhiệm vụ đó thôi. Ví dụ anh bị rối loạn tiền đình đúng không, thì anh đứng ở vị trí đó, anh sẽ là người kết nối lại những thông tin và những ký tự và đưa ra đáp án. Trong quá trình đang chơi, Lập sẽ ra khẩu lệnh dừng. Thì chúng ta đang ở vị trí nào là cứ dừng đúng y vị trí đó để nghe gợi ý thứ hai. Hai đội chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hiểu luật chơi chưa? Hiểu. Và vòng 2 thách đấu xin được phép bắt đầu. Từ khóa đầu tiên có 12 ký tự. Dạ. Gợi ý đầu tiên cho từ khóa này. Đây là một câu khẩu hiệu. Và thời gian chơi trò chơi bắt đầu. Rồi, gỡ lên. Cái gì bao nhiêu? Tôi số 6. Tôi có số 8. Tiếp tục đi. Quay đều. Gần đây số 5 tôi nè. Tôi số 1. Tôi số 12. Gộp vậy. Tôi số 5. Gộp vậy đi, tính tiếp. Dừng. Ô, thằng bé dừng rồi. Tại cái dây đi quay, nó quay. Được, tính luôn. Ai nhút nhích phạm luật nha. Anh em về giúp. Anh làm gì vậy? Gì vậy? Ủa là anh có muốn chơi không? Ủa thì anh chơi. Anh nói là anh không thích tham gia chơi cái trò chơi này mà sao mà anh xông pha quá vậy? Không, anh phụ hả? Không có phụ, anh đứng ở đó anh bắt đầu phụ nhận hả? Những cái từ khóa, những cái ký tự của chương trình đó. Ôi thôi không cho, thôi về. Không cho. Không về. Anh Thắng ơi đừng nói nữa, em mệt lắm. Đội trà sữa số 2, số 11, số 8, số 12, số 5. Đội trà sữa. Đội cá khô số 1, số 6, số 4. Sao dằn xa dữ vậy? Số 9. Bây giờ là lúc Lập đọc gợi ý thứ hai. Dạ. Thể hiện tinh thần đoàn kết của một châu lục. Tiếp tục trò chơi. Tôi số 10. Trời ơi, sao lưng. Ai kìa, ai em. Tôi có số 7. Đi nè, lo cái này đi. Tôi số 3. Tôi có số 7. Dừng lại. Còn Lập kêu bác sĩ về chỉnh hình xương cốt cho mọi người lại không? Khớp cổ mình sao rồi? Nó kêu quá anh, nó lỏng rồi. Lỏng rồi hả? Cái... Có thể thấy là sự xông pha hết mình của hai người chơi ngày hôm nay. Ê mà nó nghe nè, mình chơi quật ngã xong xuôi chơi rồi coi như là hết cái trò chơi này rồi, đâu cần phải tạo dáng gì nữa đâu. Ủa thì cũng anh không. Ủa sao anh không nói? Cũng anh không à, anh không nói trước sao á? Ủa nãy nói là đang chơi thì Phi kêu dừng lại, bây giờ chơi xong rồi đúng không? Và bây giờ là gợi ý thứ ba, hy vọng rằng là hai đội chơi của chúng ta sẽ tìm được đáp án nha. Khẩu hiệu này được sử dụng cho một giải bóng đá ASEAN Cup 2023 hết. Đây là một khẩu hiệu thể hiện tinh thần đoàn kết của một châu lục. Khẩu hiệu này nó có liên quan đến việc là đi về phía trước. Bình thường là anh theo dõi dữ lắm á, mà tại vô cái tháng này bận nè, không ai theo dõi. Được sử dụng trong một giải bóng đá ASEAN Cup 2023. Tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt. Tiếng Việt tất cả mọi thứ đều là tiếng Việt hết. Liên quan đến châu lục thì trong cụm từ của chúng ta xin mời đội trà sữa. Châu Á tiến lên. Châu Á tiến lên. Anh chốt. Chốt. Châu Á tiến lên. Anh chắc chưa? Châu Á tiến lên. Châu Á tiến lên. Và với đáp án, với quyền bấm chuông trước của đội trà sữa, châu Á tiến lên. Mang về cho đội 5 triệu đồng, xin chúc mừng. Wow. Anh đừng đụng tôi nữa, anh sợ, tại sao anh không đoán ra được hả? Tôi đã lặng xả như vậy rồi mà. Mình còn một câu 5 triệu nữa, lát nữa mình phục thù sau. Và giải đáp án này, mùa giải ASEAN Cup 2023 được tổ chức tại Qatar với khẩu hiệu của giải đấu Haya Asia hay Let's Go Asia, tạm dịch là châu Á tiến lên. Năm triệu thuộc về đội của mình rồi. Hy vọng rằng là may mắn sẽ mỉm cười với đội còn lại. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với lượt thứ hai của vòng 2 chương trình ngày hôm nay. Và đây là lượt chơi thứ hai với từ khóa thứ hai. Không biết là hai cái tiền đình bên kia ổn định chưa? ổn định. Quen chưa? Chưa quen. Chưa quen hả? Anh xây thử anh Đạt, thân chủ.
Helicopter, em xin phép anh Lập nha, em nhìn giống như Nobita có trong chống tre. Đúng rồi, trong chống tre là Nobita. Còn anh xin phép không xây thử nha. Vậy anh chỉ làm được một lần thôi, xây thử là mất lần đó luôn đó. Chúng ta khởi động về tư duy đi. Anh thích ăn gì? Cái gì cũng ăn được hết. Cái gì cũng ăn được hả? Em muốn hỏi anh đó là bởi vì cái câu này nó sẽ liên quan đến ẩm thực. Đó. Cho nên là nhiều khi những cái câu mình liệt kê ra đâu đó sẽ trùng với từ khóa của chương trình thì sao? Thì Lập biết rồi, anh đã từng quay với em những chương trình ẩm thực như thế nào rồi. Dạ. Anh ăn cỡ nào em biết mà. Đúng rồi. Thì anh ăn mà lúng mà cái lồng tiền lên mặt luôn kìa. Dạ, sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ tìm được từ khóa là một món ăn chính xác với lại đáp án của chương trình. Từ khóa này gồm có 11 ký tự. Gợi ý đầu tiên, một món ăn nổi tiếng. Trò chơi bắt đầu. Đọc luôn anh. Rồi, đọc số. Số sao? Trà sữa 11. Cô lên anh ơi. Thân chủ ơi, anh làm cái gì vậy thân chủ? Em luôn. Trà sữa 02. Số 3. Thấp xuống anh. Thân chủ ơi. Ngưng. Đâu rồi, cái chai đó đâu rồi? Cái chai đó đâu rồi? Anh ngưng liền cho tôi. Từ nãy là em kêu anh ngưng là cái thế anh nó vậy nè. Anh ngưng liền, đó. Gọng tới người lên đây. Chống cái tay xuống. Rồi, hồi nãy là anh, em nói ngưng là anh ở tư thế này nè. Bây giờ Lập xin cập nhật lại số của hai đội. Đội trà sữa 05, 02, 11. Đội cá khô số 6, 03. Mình đọc số sau đi được không? Rồi, số 10. Rồi, chừng nào chơi tiếp. Đưa cái chân lên, em đọc cái ý thứ hai nè. Mỏi quá. Gợi ý thứ hai như sau. Được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas bình chọn là một trong những món ăn về thịt ngon nhất thế giới năm 2023. Trò chơi tiếp tục. Đó, số 1. Đúng rồi. Bà chạy rồi. Lấy đi số 1. Té màu xanh nữa. Anh đọc số này đi, cái số màu vàng nè. Cái nào quá. Đúng rồi. Số màu vàng anh chưa đọc nè. Vàng nào? Cái số màu vàng anh chưa đọc, cái số màu vàng anh đang cầm trên tay chưa đọc. Ủa? Số 7. Tôi tin đã sửa. Rồi, ngồi đó nghỉ mệt đi anh. Số 9. Số 8. Cho em xin phép hỗ trợ đội em. Mình quay trở về vị trí của những ký tự đi. Và đây là gợi ý thứ 3. Trong món ăn này không thể thiếu nước chấm mắm nêm. Hết. Xin mời đội cá khô. Cái món này vậy là về thịt nha. Thì mắm nêm. Nếu thịt thì không thể nào là heo được, thịt bò. Thì em nghĩ chắc là bò nhúng giấm. Tại là ở đây là em có. Rồi, mình cho đáp án là. Dạ, bò nhúng giấm. Bò nhúng giấm. Và với đáp án bò nhúng giấm của đội cá khô, đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Bây giờ em hỏi anh câu này nè, anh thích bò nhúng giấm không? Thích. Anh thường ăn bò nhúng giấm ở đâu? Ở nhà. Là nhà anh tự làm ăn hả? Ờ, nhà anh tự làm ăn. Dạ. Là thường mà anh làm ăn ở nhà thì anh sẽ chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào? Bò nhúng giấm thì thường có bò, chắc chắn phải có bò và giấm. Thì trong giấm sẽ có chút có đường. Nếu có tụi gia đình thì có rồi có xíu bột ngọt vô cho nó dịu cái dịu cái giấm lại. Xả. Ngoài ra thì chấm thì có mắm nêm, trong mắm nêm thì có thơm, có ớt. Rồi xong rồi mình cuốn với rau này, rau sống rồi mình ăn. Sẽ có cuốn thêm bánh tráng bánh đúng không? Thêm bánh tráng. Bánh tráng thì sẽ có bánh tráng hoặc là bún kèm bún. Theo. Em là một người miền Tây thì ngoài bò nhúng giấm ra thì có thể là nhúng cái cơm mẻ, nó cũng cái vị cũng giống như vậy. Thì đây cũng có thể là đặc sản. Mà đối với em nghe em ăn bò nhúng giấm á, là em hay đập thêm một cái trứng vào trong cái nước giấm. Đúng rồi. Để cho cái nước giấm mình nó thơm hơn, nó béo hơn. Khi mà trụng cái bò vào á, là cái bò mình nó thơm, nó ngọt, ngon lắm. Dạ. Món ăn góp mặt trong danh sách đến từ trang Taste Atlas. Các độc giả đã xếp bò nhúng giấm ở vị trí 18 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, với nhận định món ăn trình bày giống với món lẩu. Tính ra nếu mà nói về những cái món ăn mà ngon nhất thế giới ở Việt Nam mình có rất nhiều món. Mà nó đơn giản. Bởi vì cái nguyên liệu, cái cách thức và cái mùi vị nó cũng rất là đặc biệt. Nên là rất nhiều món ở Việt Nam của mình được thế giới yêu thích và ưa chuộng. Đó là từ khóa thứ hai đã mang về 5 triệu cho đội cá khô. Xin chúc mừng ạ. Kết thúc vòng 2, cả hai đội đều giải mã được một từ khóa. Nên cả hai đội đều có được
5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và tổng kết sau 2 vòng chúng ta có kết quả như sau. Đội cá khô đang có 5 triệu và đang đứng đầu là đội trà sữa với 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thì đội còn lại, đội cá khô, chúng ta không được vào vòng 3 rồi, chúng ta phải chia tay tại đây. Không biết là cảm nghĩ của đội như thế nào? Dạ buồn với anh. Mong là mọi người sẽ ủng hộ đội chơi bên đây. Nói chứ mình đến với chương trình này mình chơi rồi để giải trí, để học hỏi. Nói chứ qua những cái câu hỏi từ nãy giờ em học được nhiều lắm á chứ. Kiến thức nè, những cái điều mà mình chưa biết. Đúng. Từ anh, từ những câu hỏi của chương trình, từ Lập. Thế lại thua em vẫn không buồn. Rất là cảm ơn hai anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là sau chương trình này chúng ta cũng có cho nhau những giây phút rất là giải trí, rất là vui vẻ. Yeah. Và điều quan trọng hơn là mình học được rất nhiều kiến thức từ trong đến ngoài nước. Và trước khi đến với vòng 3, chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong ít phút. Mọi người đừng rời màn hình nha. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Umbala ra chữ gì, với vòng thứ 3 mang tên Umbala. Vòng 3 sẽ có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Câu hỏi phụ sẽ là gợi ý cho câu hỏi chính sau khẩu hiệu hết từ MC. Đồng hồ sẽ tính thời gian, nếu không có đáp án, đội chơi sẽ nói qua. Bỏ qua câu hỏi phụ sẽ không được quay lại. Trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ được 5 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 15 triệu đồng. Tổng giải thưởng trị giá 35 triệu đồng. Hai người chơi chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đã sẵn sàng rồi. Chúng ta hãy đến với câu đầu tiên. Có 10 ký tự. Nơi này có loại đá bazan đã hình thành cách đây 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Hết. Thời gian đã trôi. Đá bazan ở cao nguyên. Tây Nguyên hả? Ô chữ đang được lật lên. Nếu có đáp án thì kêu dừng. Tỉnh hả? Này là địa danh hả? Đây là một địa điểm. Địa điểm. Đắk Lắk, Đắk Lắk không? Đắk nông. Dừng. Có đáp án thì dừng. Dừng là phải trả lời. Không có thời gian phân tích đâu. Không được, không qua được Đắk Lắk không phải. 5, 4. Tiếp 3, 10 giây nữa. Đắk nông. 2, 1. Mất một gợi ý. Câu thứ hai, có 10 ký tự. Tên bài hát chính thức của SEA Games 31. Hết. SEA Games 31 là của mình hả? Mình tổ chức á. Mình gì đang tổ chức á? Tên gì quá đây? Các ký tự đang được hiện lên. Chết rồi, anh không có nhớ cái bài này. SEA Games. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, cái đã. 31. Cái bài này có Đen Vâu đọc rap nữa. Hãy tỏa sáng. Dừng. Đáp án của chúng ta là Hãy tỏa sáng. Hãy tỏa sáng. Chính xác. Wow. Hãy đến với câu thứ ba. Có 15 ký tự. Truyền thuyết nói về xuất thân của người Việt. Hết. Quá dễ. Con đi. Con rồng cháu tiên. Con dừng. Dừng rồi. Con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên. Tiếp tục là đáp án chính xác. Thời gian đang dừng nha. Hãy nhớ những cái đáp án vừa rồi chúng ta vừa được kê chính xác. Đó sẽ là dữ liệu để có thể tạo nên đáp án chính xác cho câu cuối cùng, là câu thứ 5. Chúng ta đến với câu thứ 4, gồm có 24 ký tự. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hết. Cái gì? Nhìn đâu chữ. Ngạn đúng phải không? Cái bộ phim này tên rất là dài. Chết rồi, anh không có nhớ cái này. Cái gì nhỉ? Dừng. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Hay quá anh Thắng ơi. Hiện tại chúng ta có những gợi ý nào rồi? Không biết là hai người chơi nhớ không ạ? Dạ nhớ. Thấy cái gì núi lửa nè. Đất đỏ. Cái gì quên rồi, về SEA Games. Hãy tỏa sáng nè. Con rồng cháu tiên. Tôi thấy hoa vàng tôi trên cỏ xanh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Chúng ta hãy tìm xem là ba đáp án này có gì liên quan đến nhau. Nguồn gốc hả? Nguồn gốc rất đỏ. Hãy tỏa sáng là tên một bài hát chủ đề của SEA Games 31. Thì cái bài này sẽ được quay ở đâu? Kiểu như vậy.
con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên. Có cái ý nghĩa gì? Nguồn gốc. Từ đó có nguồn gốc nhưng mà sẽ có sự liên quan gì đến đáp án của câu thứ 5 này? Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Vùng đất nào đó? Cái vùng đất nào? Tên. Quay phim đó đó. Là tên của một bộ phim. Thì tên bộ phim này nó sẽ liên quan gì đến đáp án của câu thứ 5? Nó sẽ quay ở đâu? Nó sẽ quay ở đâu hoặc là cái câu chuyện nó xảy ra ở đâu? Rồi, bây giờ là Lập sẽ đọc câu 5 nha. Gồm có 26 ký tự. Công trình của Việt Nam được trao giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023. Hết. Trả lời liên tục. Quảng Nam, Đà Nẵng. Đó, đáp đi, có chữ, nó có chữ cu rồi kìa. Quảng Nam, Đà Nẵng phải không? Quảng Trị. Đó. Quảng Ngãi. Quảng gì? Quảng Trường. Tháp Chàm hả? Tháp Chàm. Bây giờ bình tĩnh nha, không bị thời gian dí nữa, chúng ta từ từ phân tích. Quảng Trường là đúng rồi nè. Tháp. Hồi nãy chữ tháp là đúng rồi nè. Thì bây giờ tháp này tên gì? Ninh Phong hả? Đúng rồi. Đó là đoán chính xác. Quảng Trường Tháp Chàm Ninh Phong. Trời ơi, không phải Quảng Trường Quảng Tháp trường, Ninh Phong. Tháp Ninh Phong. Quảng Trường Tháp. Wow. Đó là đáp án chính xác. Tại Ninh Phong thứ năm. Có cái mũi Ninh Phong. Đúng rồi. Và từ nãy tới giờ anh liên kết được hết tất cả những đáp án của mình chưa ạ? Tại vì anh thật sự anh không nhớ là cái quay ở đâu á. Rồi, xin mời anh bước về ở giữa sân khấu, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nha. Cái câu đầu tiên chúng ta chưa trả lời được. Nơi này là loại đá bazan đã hình thành cách đây 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Thì nơi đây là gền đá đĩa. Gền đá đĩa ở Phú Yên. Đúng rồi, đúng ở rồi. Phú Yên. Miền và Quảng Trường Tháp Nghinh Phong này cũng ở Phú Yên. Phú Yên. Đó. Hãy tỏa sáng là tên bài hát chính thức của SEA Games 31 được quay ở đây. Phú Yên, đúng đó. Truyền thuyết con rồng cháu tiên là cái nguồn cảm hứng xây cái tháp này. À. Và bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Quay Phú Yên. Quay Phú Yên. À. Anh nhớ, tại anh nhớ anh có coi rồi, quay ở vùng biển. Mà anh không chính nhớ lỗi cái vùng biển tên gì. Rồi bây giờ là chúng ta liên kết được hết tất cả những đáp án rồi, anh thấy phục chương trình không ạ? Phục. Quá phục đúng không ạ? Quá phục. Nó hay một cái là nhiều cái câu hỏi khác nhau mà liên kết lại nó ra một cái đáp án cuối cùng. Dạ, để có được một đáp án cuối cùng là chúng ta phải đi rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Mà cuối cùng chốt lại là tất cả đều có chung một điểm. Chung một điểm. À. Không biết là đội của mình sau 3 vòng có được bao nhiêu triệu không? Không nhớ nổi, tính không nổi. Cái vòng nổi hả? Cái vòng này là em được bao nhiêu nhỉ? 15 triệu luôn đó. 25. À 25 đúng rồi, 25. Chính xác là 25 triệu. Chúc mừng đội trà sữa của chúng ta ngày hôm nay. Đến đây bao nhiêu triệu đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là chúng ta học được những gì, biết được những gì. Tuy rằng là mình không chinh phục được câu cuối cùng, nhưng mà chúng ta cũng chinh phục được những cái câu trước đó và biết được rất nhiều những kiến thức từ trong nước đến ngoài nước. Cảm xúc của anh cũng như là bạn Thị Nhân đây như thế nào khi tham gia chương trình ạ? Thì hôm nay em được gặp gỡ các anh và được học hỏi và trao dồi thêm những kiến thức, và đặc biệt là các trò chơi vận động á, nói chung là vui hết. Đến được chương trình này thì đây cũng may mắn đây là lần thứ hai anh được tham gia chương trình này. Thì mỗi lần đến đây thì mình học thêm một số kiến thức và mình được ôm lại kiến thức mình đã biết đó, nên đặc biệt anh rất thích chơi những trò chơi mà dùng trí tuệ. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn Thị Nhân rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương dành thời gian để theo dõi chúng tôi vào khung giờ phát sóng rất là quen thuộc vào lúc 12 giờ trưa mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và chương trình Ba La Ra Chữ Gì cho đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Và xin gửi lời cảm ơn đến trang thông tin điện tử Showbiz.vn đã luôn bảo trợ truyền thông cho chương trình của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Văn Cường và ca sĩ Châu Gia Kiệt xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem chương trình Ba La
ra chữ gì? Cho phép Kiệt được gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn khán giả đang xem đài VTV3. Như Ngọc Thái xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Umbala ra chữ gì. Lâm Trần Hy cũng rất là vui khi được quay lại chương trình Umbala ra chữ gì. Hôm nay là hai anh em lại được tái hợp đổi nhau. Chung đội. Đón xem tập mới nhất của Umbala ra chữ gì mùa 5 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 13 giờ trên kênh YouTube Be Official.